Tại hội nghị năm đầu tiên thực thi UKVFTA, thành tiệu nổi bật và định hướng sắp tới theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết ngay năm đầu tiên hiệp định có hiệu lực, nhiều sản phẩm hàng hóa của Việt Nam, nhất là nông sản đã tận dụng được ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang Anh. Theo Bộ Công Thương, thời gian qua, nhà nước, chính phủ đã ban hành chương trình hành động để bộ ngành thực thi, trong đó có hỗ trợ doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu nội dung của hiệp định, sau đó tìm hiểu quy định của Vương quốc Anh với hàng nhập khẩu, qua đó hoàn thiện sản phẩm hàng hóa để đáp ứng yêu cầu và thường xuyên nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa. Tại hội nghị, các chuyên gia của Việt Nam và Vương quốc Anh đã tập trung đánh giá những cơ hội tăng trưởng cho quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, đồng thời nêu bật những kết quả đã đạt được và định hướng tận dụng hiệu quả hiệp định UKV FTA, đặc biệt tại phiên thảo luận các chuyên gia đại diện cho các hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng của Việt Nam và Vương quốc Anh, đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương đã trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp thông qua việc giải đáp những tình huống thực tế mà một số doanh nghiệp hiện đang gặp phải trong quá trình xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Vương quốc Anh. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam và Vương quốc Anh tổ chức các hoạt động đa dạng khác để góp phần tích cực vào việc xây dựng các chính sách thiết thực và hiệu quả nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp tận dụng tối đa cơ hội từ hiệp định UKV FTA.